Xem chia tay xin chào anh chị nhé. Hiện tại thì xem chia tay có nhận được những cái băng tay lạ của anh em từ phương xa. Anh chị em từ phương xa đã nhắn tin gửi băng tay về cho xem chia tay. Thì những anh chị này nhắn tin hỏi xem chia tay là trên bàn tay của những anh chị này có cái dấu thăng. Thì dấu thăng cái băng tay nằm chồng lên nhau là băng tay này được gọi là băng tay gì, ý nghĩa ra sao, như thế nào. Thì hôm nay Hữu Duyên xem chia tay sẽ là một đoạn video ngắn để phân tích về vân tay dấu thăng này. Thì vân tay dấu thăng này thì bên phía xem chia tay xem á, thì còn được gọi là vân tay đáng tự hoặc là bật lên thang nhé. Những anh chị nào mà có cái vân tay như vậy thì cũng đều tốt đẹp với tất cả, cho nên là xem chia tay cũng xin chúc mừng những anh chị có những cái vân tay này. Và trước lúc xem ý nghĩa của vân tay này ra sao như thế nào thì anh chị hãy nhớ nhấn like cũng như comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho xem chia tay. Và những anh chị nào yêu mến kênh thì hãy chia sẻ. Và hiện tại thì xem chia tay đang đi làm từ thiện cũng như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và những anh chị bị mất vì Covid và gia đình không có tiền lo mai táng hậu sự, nên phía xem chia tay vừa qua đã giúp cũng được khá là nhiều người, cũng nhờ các anh chị mạnh thường quân ở trên kênh cũng như trong và ngoài nước. Thì một lần nữa xem chia tay xin chúc anh chị là thân tâm thường an lạc, và thay mặt những gia đình có người thân đã mất thì xem chia tay xin chân thành cảm ơn anh chị khá là nhiều và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Và hôm nay thì xem chia tay sẽ vẽ lên vân tay đáng tự này cho anh chị có thể hình dung được. Và ý nghĩa của vân tay đáng tự này sẽ ra sao như thế nào, mời anh chị cùng lắng nghe. Vân tay đáng tự hay còn gọi là bật lên thang là đường chỉ tay, không phải ai cũng có đâu nha. Những ai có vân tay này là điều đang nhờ phước đức của ông bà tổ tiên cũng như cụ huyền thất tổ cha mẹ để lại, cho nên là ơn trên là báo hiệu cho có một cái vân tay này để biết rằng trong cuộc sống của anh chị có gặp nguy cũng hóa an, và anh chị làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công sẽ như ý. Ở vân tay này sẽ chồng lên nhau, nếu anh chị nào sở hữu thì rất là tốt. Những anh chị này thường lập nghiệp từ rất là sớm, ví dụ như là tiền vận anh chị đã có cơ ngơi sự nghiệp, có tiền tài vật chất, và ra xã hội thì làm ăn luôn luôn thành công, và thành công về mọi mặt, không thua xuất bạn bè. Và làm đâu thì anh chị cũng đều thành công ở đó và tạo dựng sự nghiệp rất là vững vàng như bàn thập, ổn định và vững chắc. Và những anh chị này sẽ tạo cơ ngơi sự nghiệp từ rất là sớm, ví dụ như là từ 25 tuổi hoặc 30, anh chị sẽ có cơ sở từ 1 hoặc là 2 cơ sở, hoặc là kinh doanh đất cát sẽ mang lại nguồn lợi khá cao. Và những anh chị này thì đa số có công với tập thể nha. Nhìn chung đây là những anh chị có tài, có đức, có tài lãnh đạo, có mạng lãnh đạo, đức độ rất là cao. Hậu vận thì có khối tài sản khá là khổng lồ, dù về đại phú, và luôn luôn được ơn trên gia hộ, thần linh che chở, trong đời có những gì xui xấu nhờ đó cũng được hóa nguy thành an. Và những anh chị này sẽ thành công về mọi mặt, bất kể là làm công việc gì cũng thành công rất là mỹ mãn. Và những anh chị này thì hậu vận rất là giàu, giàu nứt vách đổ tường, không phải giàu nhỏ đâu, giàu lớn ấy. Không giàu thì thôi ha, một khi đã giàu rồi giàu lớn. Về trên những cái bàn tay mà có vân tay đáng tự á, thì bất kể là nằm ở cái gò nào đi chăng nữa thì những anh chị này cũng đều có cơ ngơi sự nghiệp và lập gia đình từ rất sớm, nhưng mà lại gặp là nếu mà nữ á, thì gặp chồng có địa vị cao sang, công danh chức phận rất rõ ràng hẳn hoi. Cũng như là nam á, thì sẽ gặp vợ kiều diễm trăm anh đầy cát và gặp được một người phụ nữ rất là mẫu mực và một người phụ nữ rất là trung tình, biết thương chồng quý con, lo cho chồng con là rất là chu toàn. Ví dụ như là được gọi là vượng phu ích tử, có thể giúp ích cho chồng con. Thì một lần nữa xem chia tay cũng xin chúc mừng những anh chị có vân tay đáng tự. Bất kể là vân tay gì cũng tốt, nhưng mà những cái vân tay này thì không nên là có những cái vân tay cắt xen vào. Nếu như vân tay đáng tự có những cái vân chỉ tay cắt xen vào thì cho thấy đây không còn được gọi là vân tay đáng tự nữa. Cho nên những anh chị nào nếu sở hữu vân tay này, thấy có những vân tay nào chạy ngang, cắt ngang hay là bị đứt đoạn hay là không rõ ràng thì đó không được gọi là vân tay đáng tự. Thì một lần nữa xem chia tay cũng xin thông báo với anh chị là như vậy nhé. Và tiếp theo á, Hữu Duyên thì xem chia tay cũng hướng dẫn cho anh chị thêm một vân tay nữa ha. Thì vân tay này thì có được gọi là vân tay cung ứng. Vân tay cung ứng ở đây á, thì nó sẽ có cái hình tròn. Đôi khi những anh em có những cái vân tay hình tròn nằm ở giữa lòng tiền mạch hoặc là trên chiếc gò, nhưng không biết ý nghĩa ra sao như thế nào. Thì Hữu Duyên hôm nay xem chia tay sẽ nói sơ lược qua vân tay cung ứng này, vân tay cung ứng này ý nghĩa ra sao như thế nào.
Và cũng như thường lệ thì anh chị em nếu muốn xem chia tay, xin vui lòng chụp hình bằng tay và gửi về số Zalo 0347185898 nha. Xem chia tay xin chân thành cảm ơn anh chị. Vân tay cung ứng dù nằm ở trên cách gò nào cũng tốt nha. Vân tay này có hình xoắn ốc hoặc là hình tròn, nhìn vào sẽ thấy ngay. Nếu anh chị nào có vân tay này thì đa số là người có địa vị cao sang. Và những anh chị này rất là có tâm, có đạo. Và nói chung là những anh chị này là con cháu của bề trên xuống trần. Và những anh chị này có mạng là cầm quân, dẫn tướng. Và đa số những anh chị này rất là có trách nhiệm với người trong xã hội. Làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, ít khi để dở dang. Và trong công việc hay là trên công danh sự nghiệp tiền tài thì trên vai của những anh chị này gánh những trọng trách rất là lớn lao, có khả năng là thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. Ví dụ những người mà nào mà đang thất nghiệp, không có công ăn chuyện làm thì những anh chị này đều có thể là nâng đỡ, giúp đỡ cho những người thất nghiệp này có công ăn việc làm rất là ổn định, thương người đạo đức, hiền lắm, phúc hậu. Đa số những anh chị mà có vân tay cung ứng thì cho thấy có màn cầm quân dẫn tướng, ăn trên ngồi trước, được thiên hạ xem trọng. Riêng với bản thân của những anh chị này thì họ là những người rất là giàu có, đa số thì giàu lớn, giàu về đại phú, ăn trên ngồi trước, được thiên hạ xem trọng. Cũng như là từ tiền cho đến trung cho đến hậu thì những anh chị này sống khá là phúc hậu, hiền đạo đức, gặp ai cũng giúp đỡ, nâng đỡ. Cho nên là trong đời có duyên đi đứng xa đường, được người thương kẻ mến. Và nói chung lại là có tài, có đức trong xã hội, ra đời ai cũng quý mến và luôn đem đến tiếng cười cho mọi người. Và cũng như là đem đến niềm vui cho từng gia đình. Bất kể là nam hay nữ, nếu ai sở hữu vân tay cung ứng này thì từ tiền nhất định sẽ rất là giàu, và càng ngày càng giàu, được gọi là sướng từ đông trấn sướng ra, nếu như mà những anh chị này có vân tay cung ứng rõ đẹp nha. Thì một lần nữa xem chia tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay đáng tự và vân tay cung ứng ý nghĩa ra sao, như thế nào. Và hữu duyên hôm nay xem chia tay sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh chị. Nếu như trên bàn tay của anh chị nếu mà có vân tay chữ nhất, vân tay chữ nhất ở đây ý nói đến là đường tâm đạo và trí đạo chạy song song với nhau, băng qua hình thành chữ nhất, và cũng như là đường sinh mệnh rõ đẹp. Và trên bàn tay, vân tay hy vọng hoặc là vân tay tiền tài, vân tay tài vận đều có, những cái vân tay này không có chữ khác xen vào. Thì cho thấy những anh chị này sẽ có cơ ngơi sự nghiệp từ rất là sớm, có địa vị từ năm 30 tuổi trở lên. Và từ năm 39 tuổi thì những anh chị này giàu, mơ được ước thấy, nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ nha. Và những cái bàn tay mà vân tay chữ nhất mà như xem chữ tay vừa hướng dẫn đây thì đó được gọi là bàn tay trúng số. Thì trong cuộc đời từ tiền cho đến trung cho đến hậu, những anh chị này sẽ có cơ may trúng số. Trúng số ở đây trúng số đặc biệt chứ không phải là trúng số là an ủi hay là trong lô. Thì vừa rồi là xem chữ tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay trúng số cũng như là ba đường vân tay sẽ gặp khá là nhiều may mắn. Từ tiền cho đến trung cho đến hậu nhất định sẽ là rất là dày dâu. Và hôm nay xem chữ tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.